Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay có một là một ngày rất là đặc biệt đối với gia đình hai bên. Đây có mẹ Sáu lên nè, là chị của mẹ Ngọc nè, có chị Oanh nè. Hôm nay là ngày sinh nhật của con gái của chị Oanh là cháu Gia Hân nè. Ủa 17 hả? Trời ơi, hôm qua em hỏi nó sinh nhật mấy tuổi, nó 16 Oanh. Trời ơi. Tưởng 18 hả? Rồi thôi, mẹ đính chính lại là 17, nói chung là 17 là tuổi ta phải không? Còn 16 là tuổi Tây phải không? Rồi đó, thì bây giờ là cả gia đình sẽ đi sinh nhật Gia Hân. Thì mẹ Sáu. Ờ giỏi. Ờ mẹ Sáu từ dưới quê lên. Sinh nhật thì nhà hàng thì gần nhà của Ngọc thôi, nên là sẽ đi bộ. Mời mọi người cùng theo dõi cái video clip kỷ niệm ngày hôm nay nha. Ôi trời, hay rồi ta. Hay quá, đây đang sinh nhật. Đây, đó có Tùng từ cái gì Tùng hàng xách tay Mỹ. Hàng xách tay Mỹ. Đi giống như đám cưới vậy ta. Cái này là phải chèn nhạc vô tình nồng thâm xuyên qua bao mái tranh. Đây là Gia Hân á, là có hai chị em. Gia Hân á là chị lớn, còn đây là Bo Xì nè. Bo mà cứ kêu nó Bo Xì không à. Là em út nhỏ. Bữa nay là lên đi ăn sinh nhật của chị hai nè. Ủa xin mà ba giỡn bằng nữa. Giỡn bằng sao? Tôi thấy Ngọc Ba lên clip nói quá trời. Ủa? Ý con hỏi Ngọc Ba là hồi ngày xưa Ngọc Ba có giỡn văn không mà Ngọc Ba làm video hả? Ủa mà phải cần mà giỏi văn mới làm video mới nói chuyện được hả sao? Mẹ nó hỏi con là ngày xưa Ngọc Ba đi học, Ngọc Ba có giỏi văn không? Mà sao Ngọc Ba làm video nói chuyện trên YouTube giỏi? Rồi đây bây giờ tới quán ăn rồi đây. Mấy cậu với mấy dượng thì ngồi bên đó. Rồi phụ nữ thì mình bên mâm bên này. Chào Nông Dân TV, bữa nay qua Nông Dân TV có làm clip không? Có quay clip luôn hả? Đây, sinh nhật con gái cả nhà ơi. Này, nó này. Hôm nay sinh nhật con gái của chị Oanh với lại con gái Nhã Quỳnh. Hôm nay lên đây Sài Gòn làm tổ chức. Tại vì có mấy gì với lại mấy anh em ở Sài Gòn nhiều quá cho nên lên đây làm cả nhà. Đây làm cho vui. Đây, chút xíu nữa mình quay cả nhà coi nha. Ủa, sinh nhật sinh nhật Nhã Quỳnh luôn hả? Nhã Quỳnh là ngày 9, Gia Hân ngày 10. Cho nên là nhường luôn, nhường à, vậy nhập lại luôn, ok. Rồi, ok, đúng rồi, vậy cho nó vui chứ không lẽ làm riêng lẻ. Đúng rồi, không nói chuẩn bị hai món quà. Quà sao cũng được, quà sao cũng được. Rồi, ok. Rồi, hôm nay thì có đây là mợ Tám nè, là vợ của cậu Tám. Là em của mẹ Ngọc, mẹ Sáu, chính, mọi người biết rất là nhiều mẹ Ngọc. Đó. Rồi, đây là nhân vật chính nè. Đây là sinh nhật, đây là sinh nhật của nhân vật chính đây. Đây, hồi xa nãy giờ cô chú chưa thấy chay phải không? Chay đi ăn sinh nhật nè. Mẹ Ngân làm tóc đẹp chưa? Chay quay mặt qua mẹ coi con, quay mặt qua mẹ. Để Ngọc Ba kể cho con nghe nè. Hôm qua là Ngọc Ba hỏi là chay ơi chay, ngày mai là sinh nhật của chị hai. Nó nói mẹ ơi vậy đi mua quà sinh nhật của chị hai. Cái Ngọc Ba hỏi mua cái gì? Cái nó ngồi nó suy nghĩ. Cái đó thôi mày mua cho chị hai cái iPhone đi chứ con thấy điện thoại iPhone chị hai cũ quá. Hả? Có đó. Thì cứ bỏ lên vài ba cái cũng được. Anh đi bên sân hát cái Happy Birthday. Chuẩn bị hát cái Happy Birthday này vui nè. Đây nè, đó những thành phần đang đứng đợi hát ở bánh kem đây. Còn nôn nóng hơn là chị Nhã Quỳnh với lại chị hai nữa đây. Nó Quỳnh thổi một bóng nè. Trời ơi, coi chừng nó rồi, bây giờ mình cùng hát mừng chúc mừng sinh nhật cho Gia Hân với lại Nhã Quỳnh nha. 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi bây giờ nè, rồi thổi bánh kem đây, Nhã Quỳnh thổi đây. Trời ơi, trời ơi, trời gì yếu dữ vậy trời. Trời ơi. Rồi, Gia Hân chốt đi, chốt thổi đi. Chốt thổi.
là gì bước vô. Bước vô sân khấu. Tưởng đâu tính đâu đi có một. Rồi đó, quà đó, quà của ngoại 8, ngoại 9, ngoại 10 đó. Nhéo Nguyễn Quỳnh đâu? Nhéo Quỳnh đó. Cha tiền, tiền sinh nhật cái đó đưa mẹ nó liền ha. Trời ơi, chay này được đi ăn sinh nhật ở Việt Nam đã ta ơi. Rồi bây giờ là món ăn là, trời ơi hay quá. Bây giờ món ăn được đưa lên nè. Đây là mì mì xào hải sản nè. Chà, món này dữ rồi nha, món này là giò heo chiên giòn. Cái này ngon lắm nè, nhìn là cái kiểu là thấy nó giòn giòn nè. Yeah, you may like it. Rồi thôi mọi người mình ăn đi. Nguyên một cái bàn dài từ cái đầu này qua tới đầu kia luôn mọi người. Cũng còn mấy anh chị em họ đang đi làm ở trên đường về đó. Nên là chút nữa mấy anh chị em họ tới sau. Mẹ Ngân thì lúc nào cũng lo mấy cái khâu đầu tóc cho mấy đứa cháu. À. Nhã Quỳnh chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Ok, mời tụi em nha. Ăn uống vui vẻ. Rồi, ok. Cái này là heo, này là heo quay. Có gì Việt Nam ăn đã ha. Cái gì cũng có, ngày nào cũng có ăn đã, đồ ăn hết. Đã đời luôn, cái gì cũng có. Đi đâu? Chạy giam Phú Quốc. Chạy giam Phú Quốc hả? Cái đó chắc chồng chị thích á. Rồi cái này là cánh gà chiên nước mắm nè. Đó. Cho em thêm mấy cái ống hút đi chị. Rồi mời tất cả mọi người nha. Đây hồi nãy bên đó là phải không? Ừ. Thôi Bảo ơi. Chờ chút đi. Còn nữa. Con gà rồi đây kia nhiều. Đồ ăn quá trời, tôm, cua, cá, gà, bò. Ông muốn ăn rau củ của bạn không? Muốn. Rồi, hai phần lên, lấy hai cái luộc, hai cái quẹt. Ngọc lúc nào rồi cũng ăn rau củ của quẹt đó. Mỗi người lên súp nữa. Rồi súp là khai vị nè. Mà khai vị mà ra sao cùng. Nên là ăn mấy món kia chứ. Ngon quá. Ăn đi em, tụi em ăn đi, ăn tự nhiên đi. Có hả? Thêm mớt hả? Ngon. Để lấy mì trong chai ăn hả ta? Nhớ mì trong chai ăn để chơi hết chưa? Từ từ, chai đây là bánh kem á. Trời ơi, đi chưa gì nó đi lâu, nó ăn bánh kem ở trên đó kìa, cô chú kìa. Mới đi cái bánh kem à. Cắp mì cho nó. Mì là mấy đứa con nít này thường thường đi tụi nó ưa khoái. Được rồi em. Anh đi Quỳnh chắc anh ăn mấy cánh gà chiên nước mắm rồi này kia vậy. Đây nè, đây là cánh gà chiên nước mắm mà chồng Ngọc bánh oil rồi nè. À, cánh gà chiên nước mắm. This is your cánh gà chiên nước mắm nè. Đi ra ngoài cái món mà dễ ăn nhất của chồng Ngọc là cánh gà chiên nước mắm. Nhưng mà lúc nào order xong ăn cũng nói là của mẹ làm ngon hơn. Nhưng mà tại vì mình đi ra ngoài á, không có nhiều sự lựa chọn á, không có nấu ăn. Em đang ăn cánh gà chiên nước mắm. Trời, cái đó dạ. Hả? Cũng ai chơi trò chơi, đang giờ ăn, ăn xong mới chơi trò chơi. Chú ngủ nào? Chú ngủ lại. Chú ngủ lại. Không ăn cánh gà. Tiếp tục ở đây là một loại cái thoại thịt heo quay khác nè, mà có ăn chung với lại bánh hỏi nữa nè. Ngon ha. Đây là cơm chiên Dương Châu cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Rồi anh Quang nãy giờ ăn ngon không? Okay, nào giờ ghé quán này chưa?
ăn mấy lần rồi. Ăn mấy lần rồi hả? Sao em ăn ok không, với anh ở đây ăn hoài mà không khỏi anh không? Ngon ngon. Mới đi Đà Lạt về. Mới Đà Lạt về hôm qua thì hồi nãy anh để qua anh gọi em là em còn ngủ á. Ờ nãy còn ngủ. Bữa giờ sáng giờ nói chuyện chị Ly không? Anh mới gọi về nè, mới gọi kêu về. Mới gọi chị Ly hả? Ừ. Ừ đúng rồi, giờ này là bên bên đó cũng 10 giờ. Ừ, sáng rồi đó. Quan chứ ở Việt Nam chứ gần giờ Mỹ lắm. Không, gần được ba à. Gần được một ba khôi đa. Sống giờ Mỹ, sáng ngủ nguyên ngày. Đúng rồi, sống giờ Mỹ để nói chuyện với chị Ly rồi đó. Này anh không muốn ngủ. Bớt hả? Chỗ này công việc nhiều cho nên là cũng đi tới lui nhiều, nó ra không có vào thường là ảnh là tối nó chuyển về ảnh Mỹ, sáng là thời gian ngủ rồi tối nó chuyển Mỹ với lại ảnh Mỹ, sắm giờ Mỹ không à. Khổ lắm mọi người ơi, mọi người ơi, đâm ra như vậy thôi chứ ở gần thì quen hạnh phúc rồi, ở gần là nó khác, còn giờ xa quá không chịu thôi. Cô Phương chưa trọn vẹn không? Chưa trọn vẹn lắm. Vô à, có mai của em đưa qua không? Ừ, cũng được. Cái đó là mình đi tìm á, nhớ không? Ở trong cái này Việt Nam mình gọi là không ai quen. À bởi chị nói dạ sẵn cái gì ta, cái nói tắt quá dạ dạ chị ngọc quay đi cái này ngon lên đi. Món này mới nè, món này cái gì chắc có xả nè, có cà pháo nữa nè, hình như là sườn heo ấy hàng sao á, cái này sườn heo á, sườn heo nướng riêng mẻ hả? Cái này phải chấm với lại mắm tôm hay gì đó. Tôm, tôm đó mọi người, cái này là cho phái nam nè, bên phái nam phái á, em lấy cục em ăn thử. Rồi bỏ bỏ này lấy nhét vô lấy dần mà ok à, bữa nào nó chấm được mắm tôm nữa. Thôi em không dám mắm tôm đâu, ăn mắm tôm không? Không biết làm sao cuộc đời không ăn mắm. Cái tương với mắm là nhiều rồi. Còn cái này hình như là cái này hình như là chỉ là xào với luộc không thôi. À không, ở trong đây có mề nữa, mề gà xào mướp. Quá trời đã, chồng mà có giếng này anh được trải nghiệm rất là nhiều món đồ ăn các bạn thấy không? Có nhiều cũng món thịt heo mà làm ra nhiều cái vị khác nhau, cũng món thịt gà mà làm được nhiều vị khác nhau, được gặp mặt người thân nhiều hơn. Ừ, đây lòng gà xào, lòng gà xào mướp thích nhất á, làm cái chén nước tương với lại sắc ớt vô. À, bữa giờ ăn cũng nhiều rồi, mọi người thấy lúc nào đúng bữa ăn nào Ngọc cũng gọi cái đa số đi tới nhà hàng mà có kho quẹt á là Ngọc sẽ gọi kho quẹt. Thì đây là cái dĩa kho quẹt của ngày hôm nay, còn những cái rau củ chị Ngân quay vòng vòng tới cho mọi người coi gần gần. Đây là cái kho quẹt ha, hồi hôm qua em đi còn trên Đà Lạt em cũng ăn kho quẹt mà em không quay lấy cái đó thôi. Đây kho quẹt đây, trời ơi đã chưa. Rồi có đây tất cả các rau củ đây, luộc ăn cực kỳ đã. À, cái đó là nước gì con? Cái đó là rồi bây giờ múc ra đây để cho mọi người truyền qua, để cho mọi người ăn món thần thánh hả? Thôi kho quẹt thần thánh của em đây, mọi người ai ăn kho quẹt là truyền đồ ăn qua nha. Rất món, rất là thích kho quẹt chấm với lại cái món thần thánh cái này đây nè, món này thần thánh. đi đâu cũng có món này, đi đâu cũng phải có kho quẹt. À bữa đi lên sông Ngư cũng ăn kho quẹt á nhá, không ăn thử mỗi chỗ nó có khác vậy. Đúng rồi, bắt buộc kho quẹt mỗi nơi á sẽ làm mỗi cái kiểu khác nhau. Mặn mặn ngọt ngọt. Này đâu lan rồi. Con rau à, gấp rau vô. Lấy rau chấm nè. Lấy rau chấm đi. Ok, hôm qua
em ăn kho quẹt ở trên Đà Lạt á, ngộ lắm, không có ra vậy nha. Cái quán đó đó là làm á, múc ra cho mỗi người chén như này nè, là múc ra cho mỗi người chén nhỏ nhỏ xíu 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 vậy nè, cái lấy rau chấm vậy đó, tầm quan ở Đà Lạt. Đây là cái chỗ đầu tiên mà em thấy làm kho quẹt mà có thịt này nè. Rau củ luộc ngon, chọn rau củ cũng tươi á. My favorite. Every time I go, remember, always order this. Sắp mở à? Đây, đây là món sụn gà sóc, cái gì bên này, sụn gà sóc muối hay gì á, trứng muối, sụn gà, xúc trứng muối. Và món tiếp theo đây là gà hấp mắm nhỉ, mà ở dưới là có thêm xôi nè các bạn nè, xôi chiên lên. Sẽ ăn đó là mặn 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 ngọt ngọt rồi vậy đó, cay cay. Không có chật, không có chật. Dạ có chật. Alo. Cái này không có nóng đâu mẹ. Hả? Cái này không có nóng đâu mẹ. Cái đó không có nóng phải không? Ông bà cô chú ơi, cả gia đình đang sắp xếp quần áo để bắt đầu đi Phú Quốc chơi nè ông bà cô chú ơi. Của ba hả? Cái đó của ba hả mẹ? Mẹ. Chay nè, chay là nó có tự sắp vô cái vali của nó nha ông bà cô chú nha. Đó. Ngọc thì giờ Ngọc về, Ngọc không có đem nhiều đồ nên là hả, có đồ gì thì mình cứ mặc đồ đó. Mẹ có cái này mẹ. Coi nào. Chiến mẹ. Chiến nè. À con kiến, con kiến à, mày thấy nè. Chay thì nó có nhiều đồ lắm cô chú, biết sao không, tại vì ông bà cô chú tặng nó quá trời luôn nè. Đó, cái đồ này là được tặng nè cô chú nè. Doraemon, 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 Doraemon. Wow. Mẹ con cái này. Rồi sao? Đúng rồi. Mẹ xích cái áo giống cái gì mẹ? Xích cái áo giống cái gì là sao? Con không, mẹ. Không, không, không có ship cái này. Mẹ giúp con mẹ. Bà ngoại đi, ngoại giúp đi, mẹ đang quay phim. Để đi. Ngoại giúp con, ngoại giúp con ship ra. Ngoại chỉ con. Hả? Ngoại chỉ con. Bà ngoại chỉ con hả? Giúp. Ngoại giúp, ngoại giúp cho. Ừ, ngoại chỉ đó, thấy chưa? Nè, ship giống ngoại nè. Đó. Rồi, gấp ở dưới luôn, gấp ở dưới luôn, gấp ở dưới luôn, đúng rồi. Đó. Gấp hai cái vô luôn. Bảy, bảy, bảy. Không, không, không. Mẹ con không biết. Rồi, rồi, mẹ giúp cho. Rồi, 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 mẹ dừng máy xuống rồi, ngồi im. Mẹ con cầm cho. Không, khỏi cầm, khỏi cầm, ngồi im nó học mẹ rồi, khỏi cầm. Ở đây nha, bây giờ cái áo như thế này nè, là con sẽ đẩy nó ra như vậy ha. Con nắm hai cái đầu này, con thấy cái đường lai này không? Con nắm cái đầu này, với lại con nắm cái này, cái này nè. Con bỏ nó qua bên đây. Đó. Xong rồi cái này nè, con bỏ nó vô đây. Cái này con bỏ vô đây, cái này con bỏ vô đây. Rồi con làm lại cho mẹ coi. Rồi bây giờ nè. Bây giờ con trải cái áo ra như thế này. Rồi ha, bây giờ. Ok. Đúng rồi, con trải ngắm cái đường lai sao? Để đúng rồi, ngay chỗ đó đó. Đúng rồi, con quạch nó qua bên đây. Hay. Con quạch nó qua. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thì con kêu con tự sửa đi. Con tự sửa. That's my. Cái đó của con á. Rồi, cái này gấp vô. Rồi, đúng rồi, ở trên con gấp xuống, đắp xuống. Nữ rồi gấp nữa. Rồi con gấp cái nữa. Rồi chính xác, đúng rồi, giỏi quá. Rồi bỏ vô làm sao? Cái này hả? Cái này thì nó phồng phình nên là mình chỉ cần gấp nhẹ như vậy thôi là được rồi, cứ vậy thôi. Không có cần cho gì phải nhiều nhiều. Ừ, cái quần đó làm sao? Lâu quá không ship quên rồi phải không? Để cái quần thẳng xuống. Đúng rồi, làm quần thẳng xuống đây. Làm cái kia thẳng xuống luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chưa, 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 chưa. Đó, rồi, con cầm cái đầu này. Đúng rồi. Chính xác, chúc mừng bạn Doraemon. Rồi, rồi, gấp lại, gấp lại. Đúng rồi, gấp lại. Gấp lại đi. Mà à, nhiều vô, nhiều vô, nhiều vô. Bự bự ra, bự bự ra. Con làm vậy chỉ cho nó lao, mày chỉ cho. Mày chỉ cho. Không bậy à.
Đây, mẹ chỉ cho. Đây. Con chỉ cần gấp 3 cái thôi đây nè, nhìn mẹ 1 2 3 nè. No 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 no, để mẹ thử cho, để mẹ thử cho. 1. And then 2. 1. Thích vậy hả? Thôi thích làm vậy thôi chứ giờ sao giờ. Trời ơi, chay được đi biển chơi nha, mẹ sướng nha. Còn dừa mẹ, không còn dừa đâu. Bali đi không mẹ? Đem vô luôn, đem vô luôn. Hai anh có cho chay đi ra ra biển làm người mẫu biển luôn. Đúng rồi. Mommy, is there a bedroom there? Có chứ, mình ở khách sạn mà. À, ba chay đem đồ đúng biển luôn kìa. So how long's the flight? 30 to 45 minutes. Real short. Go up and say, okay, we're landing. Ôi, mẹ đi Đà Lạt gần lắm mẹ ơi. Mẹ lên chưa tới nửa tiếng là bắt đầu xuống rồi đó. Thôi, để mấy đó nhà đi. Để mấy đó nhà bà ngoại đang đưa đem đồ con kìa.